家看这套刀要把那边被冲出他那张身份证照了，这样子被查，一般一般都是几天把他们打动了吗？我他妈打咯，人不杀结果花的人不还是出事了，也许在发展到去这些电脑上我接着去鼓动去被人家什么做报来，严谨严重别是别去别学别弄别说别好别提前打理来，我们那些现在去到刀子那些也喜欢捏图片啊，来搞个县里的那些镇上地下的在路啊还在地下站啊，他们要了讲学都能他们俩的一个选择商量，这几天的
渤海有外甥，我记得那边，就是渤海是我爷爷的。
tại là số tôi đi ăn cơm mà chỉ chụp kiến tạo rất kỳ tàn tôi đâu tôi sao một trong kiến tạo có chỉ có nhớ là nó một tổ mà là một tổ ấy đám sương sương bao giờ nuôi nó nè đang lưu tao là chỉ cô nhận trả em cái mông một cái nhẹ số nó mới mới chỉ là tư nó nè cái yêu cho hú chỉ tụ yêu số này mà biết chỉ tôi cái sách kỹ hơn nè thôi nó biết chỉ tao à mà thỏ của dân linh cứ mũi lo nhà chỉ đâu mũi tìm cái hàng thì phát triển đó cái trong một khu tăng thủ sẽ biết chịu cái mùa kè đó nè cái mùa khô chẳng lúc nữa đó nghe gì mùa thằng nó chưa hết chứ hả anh ấy ra đi mà thằng chứ hơi nhỏ tôi sẽ thả you
to là chuyện tạo tính ra biết chưa đây được cái gì cái gì đừng đi sẽ là đến chỗ lại bây giờ kiếm số tám đi đó bây giờ thì yêu hoa mới xe kiểu sao mà tôi sẽ đá sao mà cũng được tài mình trong đó tài có trên là kinh thời cho dùng nó là lại thành nhập hàng để sửa đỡ chứ sẽ đến thứ mua cho chú chú nó tài nhập chú chú mà đi được xa thì do anh chú mua đi đến thứ tháng xa như là như thế làm tùa chú chú mua xa chú sẽ được chẳng đi chú sẽ đi chú anh chàng chú chả mua bên tôi kia chú chú chả mua để mua thu xu nào là tiếp đi để sau khi chú chú chả mua nó chú chú chả mua chú bỏ đi thì bên tôi kia chú chú chả mua đấy là một tỷ là một tỷ một chục tỷ và khi ta mua là bên ta chắc chỉ có nhà nhà thì có chỉ nhà đó nhà chỉ có một tỷ nhà mà nếu mà ta chỉ mua rồi sẽ ta hiểu không sẽ chỉ cho nhà gì nhà ta có gì để cho nó ta mua khỏi nhà thì nó cũng khi nhà nhà ta mua nhà chỉ nhà nhà thì tuy nhà người sắp đó rồi sắp đó với sắp đó nó thì chỉ nhà thì chỉ nhà thì nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
Thank you.
bị giám đốc bảo trì tài là thì chị có ý có tiền kia là tạo dù chỗ này thì của nó sẽ cho hội là về bảo trì là thì đó vì thế cái bảo trì tài chị phải nhận thấy chị phải ba chục lô cần cho cái gì là cần dòng tiền đó mà chứ còn chưa có cháu vì sinh ra chị rất là chối mà là chưa có hết thì là có rất là chối Yeah.